ông Medvedev, Đức đang chuẩn bị gây chiến với Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev nói đoạn trao đổi bị lộ giữa các chỉ huy Đức cho thấy Berlin đang chuẩn bị gây chiến với Moskva. Mọi nỗ lực nhằm mô tả đoạn trao đổi giữa các chỉ huy Đức chỉ là trận giả với tên lửa và xe tăng đều là những lời dối trá hiểm ác. Đức đang chuẩn bị gây chiến với Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm nay. Ông Medvedev bình luận sau khi Margarita Simonian, tổng biên tập đài Reuters của Nga, ngày 1 tháng 3 công bố ghi âm dài 38 phút 13 giây, cùng văn bản ghi lời thoại được cho là cuộc trao đổi giữa tư lệnh không quân Đức Ingo Gerhard, cục trưởng cục tác chiến không quân Franzi và hai chỉ huy cấp cao của lực lượng này diễn ra ngày 19 tháng 2. Trong bản ghi âm, những người tham gia bàn về khả năng chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Toruga EPG-350 cho Ukraine để nước này tập kích các mục tiêu của Nga. Một trong những mục tiêu được đề cập trong băng ghi âm là cầu kết nối giữa bán đảo Crimea với lục địa Nga. Theo ông Medvedev, giới chức Đức sẽ tìm cách để xoa dịu sự phẫn nộ từ công chúng với nội dung ghi âm này. Bộ Quốc phòng Đức ngày 2 tháng 3 xác nhận một đoạn hội thoại của không quân nước này bị nghe lén, nhưng chưa thể xác định bản ghi âm hay văn bản được lan truyền trên mạng xã hội đã bị chỉnh sửa hay chưa. Đơn vị tình báo quân đội MAG đang tìm hiểu xem Nga đã chặn thu thế nào. Truyền thông Đức cho rằng cuộc hội thoại có thể đã diễn ra trên nền tảng liên lạc web và người tham gia chưa mã hóa đầy đủ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Berlin sẽ điều tra sự việc một cách toàn diện, thận trọng và nhanh chóng. Ông sẽ họp với Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistiri để bàn biện pháp ứng phó khả thi. Phe đối lập Đức hôm nay kêu gọi Quốc hội mở cuộc điều tra. Eva Hong, ủy viên đặc biệt của Quốc hội Đức về quân đội, cho rằng cần tăng cường đào tạo về bảo mật liên lạc với sĩ quan cấp cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova yêu cầu phía Đức có lời giải thích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2 tháng 3 nói bản ghi âm cho thấy Ukraine và các bên ủng hộ Kiev không muốn thay đổi định hướng, vẫn muốn dán một thất bại chiến lược lên Moskva trên chiến trường. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanki mô tả bản ghi âm là điều bẻ mặt đối với Đức. Đức không còn là quốc gia mà chúng tôi từng ký các hiệp ước thân thiện những năm 1990 và 2000, ông Polyanki nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.